Chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với nhóm review. Tiếp theo chuỗi video giới thiệu về các loại cảm biến nhiệt độ thì hôm nay nhóm review giới thiệu tiếp với các bạn module Mach 31855. Đây, như bạn thấy trên tay mình có là module Mach 31855. Thì tương tự như module Mach 6675. Module Mach 31855 này cũng là module khuếch đại tín hiệu từ cặp dây đo nhiệt độ loại K. Đấy, để truyền về vi điều khiển thông qua giao tiếp SPI. Điểm khác biệt giữa cái Mach 31855 này và Mach 6675 đấy là Mach 31855 này thì nó có cả các cảm biến để bù nhiệt, điều chỉnh nhiệt và điều chỉnh các thông số kỹ thuật, kết quả đo chính xác hơn rất nhiều so với lại cái Mach 6675. Đấy. Thì về thông số kỹ thuật thì module này chúng ta hoạt động ở điện áp là 3,3V. Đấy, có tích hợp bù nhiệt bên trong. Và nó tích hợp với các cặp nhiệt điện loại K, J, N. Đấy. Độ phân giải của module Mach 31855 này là 14 bit. Đây là điểm khác biệt rất lớn mà ảnh hưởng đến cái độ chính xác của module này so với Mach 6675. Như chúng ta biết thì Mach 6675 độ phân giải là 12 bit, đúng không ạ? Tầm đo của cái module Mach 31855 này nằm từ -200 độ đến 700 độ. Đấy là đối với các loại dây đo nhiệt loại K. Đấy, nhiệt độ hoạt động của nó thì nó có giải nhiệt độ hoạt động từ -40 độ đến 125 độ. Đấy, chuẩn giao tiếp SPI. Đấy, kích thước thì chúng ta có mạch kích thước tương tự như Mach 6675, đấy là khoảng 1,5 x 2,5 cm. Ở đây chúng ta sẽ có hai cái tơ để bắt dây can nhiệt vào. Đây, như bạn thấy này. Đấy, thì sau đây mình sẽ tiến hành kết nối cái module này với lại Arduino. Đấy, sử dụng luôn dây can nhiệt này. Dây màu xanh của dây can nhiệt này sẽ đi vào với cái phần T trừ trên module Mach. Đấy, dây đỏ sẽ đi vào với phần T cộng. Sau đây thì mình sẽ sử dụng cái bộ thư viện Mach 31855. Thì để cái bộ thư viện này thì chúng ta sẽ có sơ đồ kết nối như sau. Chúng ta sẽ có chân SO này sẽ nối với chân 3 trên Arduino Uno. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có chân CS nối với chân 4. Chân CLK thì nối với chân 5. Đây, chân VCC chúng ta cấp 1. Đây, thì sau đây mình sẽ tiến hành đọc nhiệt độ từ đây và gửi lên monitor ở trên máy tính. Đây, thì sau đây mình sẽ tiến hành bật monitor ở trên IDE. Đây, như các bạn thấy ở đây chúng ta sẽ có hai cái giá trị. Đấy là một, đây là giá trị nhiệt độ để bù nhiệt, tức là giá trị nhiệt độ đo trực tiếp ở trên con IC Mach 31855 này. Đấy. Còn đây sẽ là cái nhiệt độ mà đo được ở môi trường. Đấy. Thì sau đây mình sẽ dùng bật lửa để đốt nóng cái đầu này. Đấy, các bạn thấy nhiệt độ chúng ta lên rất là nhanh. 49, 51, 55, 58, 60, 67. Đấy. Thì cái dây đo nhiệt này chúng ta thì có khoảng đo từ mắc của nó được 400 độ C. Thì các bạn có thể lựa chọn các loại dây đo phù hợp để sử dụng với cái Mach 31855 này. Thì với cái module Mach 31855 này, các bạn cũng thể sử dụng nó trong các cái thiết bị đo trong công nghiệp với độ chính xác cao và hoạt động bền bỉ, chịu đựng được các cái điều kiện khắc nghiệt trong công nghiệp. Video giới thiệu về module Mach 31855 của nhóm review đây là hết. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.